Đây là món chè chuối mình vừa nấu xong nè. Cách nấu thì khác hơn và ngon hơn món chè chuối bình thường rất là nhiều. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp để mình nấu món chè chuối này nha. 8 tới 10 trái chuối, chọn chuối chín mùi một chút thì cái chè mình á nó sẽ ngon, sẽ ngọt hơn. Lột vỏ xong rồi mình hấp khoảng 15 phút. Làm chuối chưng, trước đây thì thường là cho khoai mì cũ cắt khúc và cho thẳng vào trong nồi chè luôn, nhưng mà bây giờ á, mình không có làm cách đó nữa mà mình dùng khoai mì mài. 1 ký khoai mì mài mình cũng cho nước vào lắng lấy tinh bột, cho 1 muỗng rưỡi canh bột nếp, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng rưỡi canh nước cốt dừa. Các bạn có thể cho màu xanh lá dứa cũng được nha. Chuối mình hấp xong mình nấu đó thì nó sẽ ngon hơn, bên trong dẻo mà không có bị chát. Đây cũng là một cái bí quyết để làm cho cái món chuối chưng của mình nó ngon hơn. Lớp khoai mì bên ngoài đó mình làm mỏng mỏng là được rồi. Khoai mì này các bạn có thể mua khoai mì đông lạnh, hoặc là khoai mì cũ về rồi mình xay hoặc là mài, sau đó lắng tinh bột. Các bạn có thể vào trong cái video mà bánh tằm khoai mì đó thì xem lại cái cách lắng lấy tinh bột nha. Rồi như vậy là xong rồi. Mình không có làm dày quá, làm ra nó cái bột bên ngoài á, nó dày quá thì cũng không ngon. Trong trường hợp các bạn không có thích trái chuối lớn thì cắt ra thành từng khoanh như thế này, rồi mình nặn thành những cái viên tròn. Xong rồi bây giờ mình chuẩn bị đi nấu chè nha. 80 g bột khoai, ngâm nước khoảng 1 tiếng đồng hồ cho cái bột khoai nó nở mềm, mình nấu nhanh hơn. Nếu không có thích màu thì mình lựa những cái cọng bột khoai màu bỏ ra. 200 g đường vàng, mình nấu đường vàng á cho cái vị ngọt của nó thanh dịu hơn, có thể thay thế bằng đường trắng. 200 ml nước cốt dừa, một vài cọng lá dứa, 1,5 lít nước, bắt cho sôi rồi mình cho 2 muỗng canh bột bán. Đây là bột bán nha, thì mình chỉ cần 2 muỗng canh thôi là đủ. Rồi mình cho chuối vào nè. Khi cho chuối vào thì mình mở lửa nhỏ, đảo ở dưới đáy, canh là sợ bị khét đó. Mình cho nửa muỗng cà phê muối. Tiếp theo là mình cho bột khoai vào. Bột khoai mình đã ngâm nở mềm rồi, làm rất là mau chín. Nếu mà mình cho bột khoai mà sớm quá đó thì rất là dễ bị dính ở dưới đáy. Lúc này mình đã thấy khoai mì trong chín rồi thì mình cho đường vàng vào. Khoai mì chín thì cái viên chè nó mới mềm được. Nếu mà nấu mà cái khoai mì nó chưa chín á là cái viên chè khi nguội nó sẽ bị cứng. Đó, mình đảo ở dưới đáy lên nè, nếu không là nó bị dính đáy. Rồi mình cho nước cốt dừa vào. Đó, mình nấu một chút xíu nữa cho nó sôi lên. Bột khoai và bột bán á, nó nở ra rồi cùng với khoai mì nữa, nó sẽ làm cho cái nước á, nó đặc sệt sệt lại. Ngon lắm nè. Cái chuối á, thì nó dẻo, khoai mì á, nó cũng dẻo nữa. Nhưng mà nó dẻo một cách rất là mềm mại chứ không có dẻo cứng nha. Bởi vì mình có pha một ít bột nếp đó, dùng dao á mình cắt lát những trái chuối này ra nè, rồi cho một ít đậu phộng lên. Một cái món chè chuối chưng mà có cái vị ngon nhất á là vị ngọt thanh
Khi nấu chè, đừng quên cho chút xíu muối để có món chè đậm đà ngon hơn. Các bạn có thể nấu món chè chuối này cho gia đình thưởng thức vào cuối tuần hoặc là làm cho bữa tiệc và một món tráng miệng rất là ngon. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Đây là cách để chọn mô củ khoai mì. Mình bóc chút xíu vỏ ở trên cái đầu nè, thấy bên trong trắng là được, đó là khoai mì mới. Còn mình bóc cái vỏ mà mình thấy bên trong nó chạy cái chỉ đen đó là khoai mì cũ, không nên lấy những củ khoai mì đó. Gọt vỏ, sau đó mình ngâm nước qua đêm. Mình đổ nước ngập luôn nha, đổ nước cho ngập luôn để lọc bỏ đi, bớt đi cái chất độc ở trong khoai mì. 2 kg khoai mì mình gọt vỏ rồi mài ra còn cái lỗi như vậy thì còn khoảng lại 1,5 kg. Cho nước vào ngập cái khoai mì nè, sau đó mình mới lượt qua cái lưới hoặc là cái giấy mùng để lọc lại cái tinh bột. Thì bạn nào muốn làm cái cách này thì để cho chất ăn là cái khoai mì nó không có còn bị đắng. Khoai mì mà mình không có lượt ra như vậy á là nó sẽ bị đắng khi mình làm bánh á, hoặc là mình nấu chè đó, nó có hơi một cái vị hơi nhẵn nhẵn một chút, không có ngon. Lọc ra như vậy thì đảm bảo là cái bánh nó không hề bị đắng chút xíu nào luôn. Để cái nước này khoảng 1 tiếng đồng hồ thì nó sẽ lắng ở dưới cái đáy là một lớp tinh bột. Khi lắng nước xong á thì mình thấy có ở trên một lớp nước trong màu vàng nè. Nếu mua khoai mì đông lạnh thì các bạn cũng làm y chang như vậy nha. Đó, mình đã chắc bỏ hết toàn bộ cái nước ở trên bỏ. Còn cái phần tinh bột ở dưới nè, bây giờ mình trộn 2 phần lại với nhau để cái bánh khoai mì á nó mềm dẻo ngon, không có bị cứng, không bị khô khi mình để nguội. Thì mình cho vào đây là 2 muỗng canh bột nếp, 5 muỗng canh nước cốt dừa. Khoai mì nó cũng còn khô nè, nó chưa có mềm đâu. Thì mình sẽ